Đấy, phải không? Các bạn có đồng ý với tôi là nó rất ổn không? Cái ngọn sau tôi làm sẽ rất đẹp. Các bác cứ yên tâm. Chờ kết quả nhé. Chị, em xin chia sẻ của cốt xanh Nam Điền. Hòm hòm rồi, một người bê nặng thì em vừa mới cạp được lên mái đây, thở một tí đã rồi triển khai luôn. Mà bây giờ là cây này phải đục các bác, cho nên là vừa đi làm về là phải vã luôn, không có tối nó mất ngủ hàng xóm các bác. Em thử đo xem kích thước nó như nào các bác nhé, đo xem kích thước nó như nào. Các xem, cao chắc khoảng gần 40. Gần 40 đấy. Đây, đây. Vừa mới một chân một tay gỡ cái thước ra. Đấy, nó khoảng độ 3. Khoảng độ 35 bác, 35 phần. 35 phần, đúng không? 35 phần. 35 phần. Mặt trước nó đây các bác ơi. Đây. Xây dựng khung bóng là có hết rồi. Bây giờ thì tôi chỉ sửa thôi các bác. Phần mặt chơi này là ok rồi. Mặt chơi là ok rồi các bác. Sáng. Tất nhiên nó lên chậu thì chưa lâu, chưa già, nhưng mà bắt đầu già rồi, bắt đầu sáng. Sáng cửa. Cửa này nuôi rất hay. Đấy, cửa này nuôi rất hay. Tí nữa thì tôi sẽ bóc vào cái rễ vắt này để ở cái cốt này ra. Bóc vào rễ này. Và bóc vào đây, bóc cái miếng này. Bóc nguyên cái miếng này đi. Bóc nguyên cái miếng này và tính tiếp cái miếng này. Nếu bóc xong cái miếng kia tính miếng này. Và sửa lại tay cành một chút các bạn. Cho nó đúng cái ý của mình mà. Chỗ nào cần rụt thì rụt. Cái cỡ này nuôi thì sướng đấy các bác. Có khung và nó sạch rồi. Có tuổi chậu rồi. Thì nuôi sẽ rất phê. Đấy các bác. Mặt trước rất lành lặn các bác nhé. Có mỗi cái sẹo hạ cổ đây thì là cất, nó là sẹo cắt chuyển thì không nói rồi. Đấy, tí nữa tôi sẽ vét thêm một tí nữa đây, vét xuống tí nữa. Thế là ok, vừa lộ được cái tay già này, vừa thanh thoát cái cây hơn. Đấy, các bác nhìn thấy ổn không? Tí nữa tôi xin phép tôi vặt hết lá và một số cái cây cút có thể nuôi lại đó nhé. Để các bác xem rõ hơn cái cốt. Cái chậu này đang là chắc khoảng độ 60 chăng. Chậu 50 lọt lòng. 50 chắc 35-50. Đúng vậy, 35-50 các bác nhé. Đúng vừa tầm cái độ mà gần đây tôi hay bắt cây. Một người bên nặng nếu có quả chậu. Đấy các bác nhé. Cho nên là cứ vã chỗ Tàu hoặc chỗ Đồng Nai thôi. Đấy, cây có hổ phù này rất hay. Tôi thích cái chậu này. Có chân sen. Sen và hai bên là đều là sen và hổ phù bác nhé. Đấy các bác nhé. Ok, quay trở lại cây thì có duy nhất mặt này phải sửa một chút thôi, vào việc thôi. Thì xuống tối ăn cơm, nếu mà có dở dang thì tối làm tiếp các bác nhé. Hôm nay thèm bắt cây lắm chứ, hôm nay bắt được rồi chị, nó cũng giải tỏa tâm lý rồi các bác. Cây đẹp bây giờ ít lắm các bác. Các bác có điều kiện nhốt hết rồi. Các bác ra chợ hay ra triển lãm đôi cây có tí nét khó mua lắm, nó đắt, mà đấy là mình chỉ thích không phải mê. Dọn dẹp cho thoáng này.
vác em nó đây. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi. Thì vừa nãy sửa sang đục đẽo. Lúc các bác xem thì nó cũng chưa xong đâu. Thì lâu quá tôi tắt máy rồi đục xong rồi xuống ăn cơm. Thì bây giờ vừa mới lên sửa sang một chút và bôi cái keo liền sẹo cho nó. Nó giá mà để cái màu vàng của nãy tôi mới đục thì nhìn nó sẽ rất là sáng. Tôi lại dùng cái keo đen để đâm ra nhìn nó lem nhem một tí các bác ạ. Nhưng đấy nó không phải là vấn đề. Thì tôi vừa rải thêm ít đất Nhật cho nó sạch cái mặt với lại nhiều chỗ nó bị thiếu đất ấy. Sau cho bệ nó lan ra đẹp. Đấy thì một cái điền rất đẹp. Rất đẹp. Những điểm tôi vừa làm là gì? Thứ nhất là vệ sinh sạch, cắt cút để nhìn cho nó rõ các bác. Đây là đục cái miếng này đi rồi. Cho nó sau làm một cái tay đây. Vỗ cái này xuống tốc một chút. Đánh vào trong này, vừa đánh xuống tốc vừa đánh vào trong một chút. Rồi, đục cái chỗ này. Đục độ chướng cái chỗ này. Cho nó vệ cho nó tròn. Đục vệ. Đục một số. Đục bớt cái rễ này cho nó đỡ trơ cái mặt. Định cắt cái rễ này đi nhưng mà thôi không nên. Để cũng rất hay. Đấy. Đục. Đấy nhìn cái mặt đít này vào sướng không ạ? Sướng này. Bắt đầu lên trên các nhá. Lên trên này. Sửa cái sẹo này. Để cho nó lộ cái tay này. Cái vai này. Chấp nhận cái sẹo này nó to hơn một chút xíu nhưng mà không thành vấn đề. Và bừa làm lại cái ngọn này. Giật lại cái ngọn vào trong. Sau tôi sẽ cắt vào cái này. Sau này mới cắt các bạn nhé. Sau này mới cắt. Đó. Những cái tay này khá ổn rồi. Đấy các bác. Vừa tưới tí nước cho nó đỡ bụi mà nó vàng ươm các bác. Vàng ươm. Đấy, thích không các bác? Rất thích nhỉ. Cỡ một người bên ạ, rất thích. Chậu này, thực tế chậu này nó vẫn là đang chậu rộng. Chậu vẫn đang rộng. Cây này chậu nó chắc chỉ tầm 40-30 là đẹp. 40-30. Chậu này đang rộng. Thích không bác? Nhìn sướng. Nhìn cái mông nó. Nhìn cái mông nó. Đấy, nhìn cái mông nó. Nó cứ tử treo rất hay. Tử treo rất hay. Tử đây. Đón cái tay này xuống tử là đẹp rồi. Đấy. Sau còn phải chỉnh sửa nhiều. Nhưng cơ bản cái bộ khung nó sẽ thế. Sẽ như thế các bạn. Đấy. Phẫu thì rất nhiều đây. Nhét cái rễ ở trên xuống cho nó. Cho nó buông cái vách xuống đây. Bọc thấy cây này ổn không? Tất nhiên. Bây giờ thì nó chưa thể nào xuất sắc ngay được. Nhưng mà tương lai của nó rất sáng lắm nhỉ. Tương lai của nó rất sáng. Đấy, phê không? Các bạn có đồng ý với tôi là nó rất ổn không? Cái ngọn sau tôi làm sẽ rất đẹp. Các bác cứ yên tâm. Chờ kết quả nhé. Đẹp. Quay lại một vòng. Ok, chúc các bác ngủ ngon nhé.